Tình hình sạt lở bờ sông tại đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đang diễn biến khá phức tạp. Một trong những nguyên nhân là do khai thác cát quá mức làm dòng chảy của sông thay đổi. Tại tỉnh Cà Mau, 4 căn nhà ven sông ở huyện Nam Căn vừa bị sạt lở xuống sông, thiệt hại trên 140 triệu đồng. Rất may là không có thiệt hại gì người. Vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 10 tháng 5, tại khu vực chợ Nhà Lồng, ấp Kinh 17, xã Tam Giang, huyện Nam Căn, vụ sạt lở đất đã xảy ra, làm sụp hoàn toàn hai căn nhà, đồng thời khiến hai căn nhà khác bị sụp một phần xuống sông. Các căn nhà bị thiệt hại đều được cất tạm ven sông. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng công an, dân quân tự vệ đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời những tài sản ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi và động viên hỗ trợ các gia đình có nhà bị sạt lở sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trước đó tại thành phố Cần Thơ, 7 căn nhà ở huyện Phong Điền cũng bất ngờ sụp xuống sông trong đêm 8 tháng 5, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.